Chào các em, chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Như tiết trước các em đã được tìm hiểu về văn nghị luận. Tuy nhiên, đó chỉ là tên gọi chung của một số thể văn như là chứng minh, giải thích, bình luận, phân tích. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một thể loại cụ thể. Đó là kiểu bài nghị luận chứng minh qua tiết học, tìm hiểu chung về phép nghị luận chứng minh. Và chúng ta tích hợp thêm một bài nữa, đó là cách làm bài văn lập luận chứng minh. Thế nào? Chúng ta đi vào phần 1 la mã tìm hiểu bài. Lưu ý khi gì biểu tượng tay cầm bút hiện lên các em mới ghi bài nhé. Một nhỏ mục đích và phương pháp chứng minh. A nhỏ mục đích chứng minh. Chứng minh trong đời sống, cô sẽ đưa ra một số tình huống sau. Các em nhìn lên màn hình, cô đọc tình huống. A. Em đi học về muộn do bạn em bị ốm nên em phải đưa bạn về nhà. Nhưng khi em trình bày lý do thì mẹ em lại không tin. Trong tình huống đó em làm thế nào? B. Trong khi đi tàu lên xe buýt, khi nhân viên trên tàu xe kiểm tra vé của hành khách, em phải làm gì để chứng tỏ mình đã chấp hành đúng? C. Em khoe với các bạn là mình mới học được cách gấp một chiếc hộp giấy rất đẹp. Các bạn không tin, em phải làm gì để các bạn tin lời mình? Câu hỏi đặt ra cho các bạn là khi gặp những tình huống trên, em phải làm gì? Hết tình huống A, em sẽ phải làm gì đây? Em sẽ nhờ mẹ xác nhận sự thật qua gia đình người bạn, hoặc là cô giáo thử nghiệm. B. Tình huống này em phải đưa vé cho nhân viên trên tàu xe kiểm tra. C. Với tình huống này em phải tự gấp chiếc hộp để các bạn nhìn vào thấy chiếc hộp rất đẹp và các bạn mới tin được lời mình, đúng không nào? Vậy thì qua các tình huống trên, ta thấy khi nào chúng ta cần chứng minh đấy? Khi bị nghi ngờ, hoài nghi thì chúng ta đều có nhu cầu chứng minh một điều gì đó là sự thật. Vậy để chứng minh thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta sẽ đưa ra những nhân chứng, vật chứng để chứng tỏ một điều gì đó là đáng tin, đúng không nào? Vậy thì chứng minh là đưa ra các bằng chứng để chứng tỏ một ý kiến nào đó là chân thực. Trong đời sống, khi chúng ta có nhu cầu chứng minh một điều gì đó là thật, là đáng tin, thì chúng ta phải dùng nhân chứng và vật chứng, đúng không nào? Vậy trong đời sống thì chúng ta phải dùng sự thật, dùng chứng cớ xác thực để chứng tỏ một điều gì đó là đáng tin, tức là dùng nhân chứng vật chứng nhé. Vậy thì trong văn nghị luận, chúng ta có thể dùng nhân chứng và vật chứng vào trong bài được không? Không, chúng ta không thể đưa nhân chứng vật chứng vào trong bài văn nghị luận được, đúng không? Mà thay vào đó chúng ta dùng cái gì để chứng minh? Thay vào đó chúng ta dùng luận cứ, tức là những lý lẽ và dẫn chứng để chứng tỏ một cái ý kiến nào đó là đúng, đúng không? Là sự thật, đúng không? Đúng sự thật. Vậy chúng ta có thể thấy phép lập luận chứng minh chính là đưa ra những lý lẽ dẫn chứng để làm sáng tỏ một ý kiến, một vấn đề nào đó là sự thật. Nào, chúng ta đi ghi tiếp theo. Chứng minh trong văn bản nghị luận, tức là dùng lý lẽ dẫn chứng để khẳng định một nhận định, một ý kiến nào đó là đúng, là đáng tin, là sự thật. Thế này. Vì ta thấy là gì ạ? Chứng minh, tức là chứng là những bằng chứng, bằng cớ, đúng không ạ? Minh là làm sáng tỏ ra. Đấy. Lưu ý cho cô. Được. Vậy trong văn nghị luận là người ta dùng lý lẽ để khẳng định một nhận định, một ý kiến nào đó là đúng, đáng tin cậy. Nào. Chuyển sang B nhỏ, phương pháp chứng minh.
Vậy chứng minh cần có những cái phương pháp như thế nào? Cùng nhau tìm hiểu ví dụ trang 41 sách giáo khoa, văn bản đừng sợ vấp ngã. Các em có thể mở sách giáo khoa hoặc nhìn lên màn hình. Cô sẽ đọc ví dụ cho các em. Đừng sợ vấp ngã. Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ? Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? Không sao đâu, vì Walt Disney từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland. Lúc còn học phổ thông, Louis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hóa, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp. Lev Tolstoy, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và Hòa bình, bị đình chỉ học đại học vì vừa không có năng lực vừa thiếu ý chí học tập. Henry Ford thất bại và cháy túi tới 5 lần trước khi thành công. Ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và không thể nào hát được. Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình. Theo trái tim có điều kỳ diệu. Qua văn bản này, các em hãy tìm cho cô luận điểm và câu mang luận điểm. Các bạn nhớ lại luận điểm, tức là những cái ý kiến, đúng không? Thể hiện tư tưởng quan điểm mà bài văn mà tác giả đưa ra, được nêu ở dưới hình thức một câu văn nào đó, có thể ở dưới dạng khẳng định hoặc phủ định, được diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu và nhất quán. Luận điểm là linh hồn của bài viết, thống nhất các đoạn văn thành một khối. Luận điểm phải đúng đắn, chân thực, đáp ứng nhu cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục. Vậy tìm cho cô luận điểm của văn bản này và câu văn thể hiện luận điểm. Ta thấy ngay luận điểm của văn bản này chính là nhan đề, đúng không nào? Đó là đừng sợ vấp ngã, đúng không? Và câu văn mang luận điểm chính là vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Thế nào? Hãy tìm lý lẽ và dẫn chứng cho cô nhé. Tìm những lý lẽ dẫn chứng mà tác giả đã thuyết phục người đọc. Trước hết tìm lý lẽ cho cô trong văn bản này. Có thể nhìn vào sách và nhìn lên màn hình cũng được. Tìm cho cô lý lẽ tác giả đưa ra để thuyết phục người đọc người nghe là đừng sợ vấp ngã. Lý lẽ ta thấy ngay đó là đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Chưa? Một lý lẽ như thế nhé. Như vậy bài văn đã nêu lên tư tưởng là đừng sợ vấp ngã, vì vấp ngã là điều tất yếu, ai cũng đã từng vấp ngã trong đời và nó đã cho ta những kinh nghiệm trong cuộc sống. Vậy thì để làm sáng tỏ cái luận điểm này, tác giả đã sử dụng những cái dẫn chứng nào? Tìm cho cô dẫn chứng. Em có thể nhìn vào sách, tìm cho cô có dẫn chứng nhé. Ta thấy có rất nhiều dẫn chứng tác giả đưa ra. Dẫn chứng 1 là lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? Dẫn chứng 1 là như vậy. Dẫn chứng thứ 2 là tác giả đưa ra
nhân vật nổi tiếng là Walt Disney, người đã sáng tạo ra thì hãng phim hoạt hình nổi tiếng. Rồi, hai dẫn chứng thứ ba về nhân vật Louis Pasteur. Thứ tư, tác giả Lev Tolstoy, một tác giả nổi tiếng ở Nga. Thứ năm là Henry Ford, nhân vật Henry Ford. Thứ sáu là ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso. Chị ạ, các dẫn chứng này các em có thể gạch chân trong sách giáo khoa cho cô cũng được nhé. Ok nào. Rồi, vậy thì các bạn sẽ thắc mắc một số nhân vật. Cô sẽ đưa ra một số hình ảnh của các nhân vật, các những dẫn chứng trong bài văn này. Walt Disney sinh năm 1901, mất năm 1966, là nhà làm phim hoạt hình Mỹ nổi tiếng, người sáng lập ra Disneyland, công viên giải trí khổng lồ tại California, nước Mỹ. Louis Pasteur là nhà khoa học Pháp, người đặt nền móng cho ngành vi sinh vật học cận đại. Đều là những người nổi tiếng trên thế giới, đúng không? Những người thành công. Hay Lev Tolstoy, nhà văn Nga rất là vĩ đại. Hay là Henry Ford, nhà tư bản, người sáng lập ra tập đoàn kinh tế lớn ở Mỹ. Enrico Caruso, một danh ca Italia. Tác giả đưa ra các dẫn chứng là năm nhân vật nổi tiếng trên thế giới, họ đều là những người không sợ vấp ngã nên đã trở thành những con người nổi tiếng trên hành tinh mà nhân loại đều biết đến. Năm người này ở năm lĩnh vực này khác nhau khiến cho bằng chứng nêu ra rất là tiêu biểu, chọn lọc và rất điển hình. Vậy thì các sự thật được đưa ra rất đáng tin cậy vì đều được mọi người thừa nhận công nhận, đúng không? Trong cuộc sống từ xưa cho đến nay, các dẫn chứng của nêu ra rất là hợp lý và rất là phù hợp với luận điểm. Vì trong bài nghị luận này, tác giả đã đưa ra những bằng chứng thật thuyết phục những việc mà ai cũng từng vấp ngã trong đời, đúng không? Kể cả những người thành công nổi tiếng trên thế giới thì cũng từng bị vấp ngã. Okay. Bây giờ em hãy nhận xét về trình tự lập luận của bài văn. Đừng sợ vấp ngã là trình tự lập luận. Tác giả sắp xếp trình tự như thế nào đấy? Trình tự lập luận chứng minh là từ gần cho đến xa, từ bản thân cho đến người khác, đúng không ạ? Lập luận như vậy là rất là chặt chẽ. Từ bản thân mình đã bị vấp ngã, đúng không ạ? Rồi đến những người nổi tiếng cũng bị vấp ngã, những người thành công cũng bị vấp ngã. Như vậy các lập luận từ gần đến xa, từ bản thân đến người khác. Lưu ý vào và ghi cho cô. Vậy em hãy cho biết các dẫn chứng trong bài văn nghị luận chứng minh cần phải đạt những yêu cầu gì các em? Dẫn chứng trong một bài văn chứng minh cần phải yêu cầu gì? Có sai sự thật được không? Không nha các em. Như vậy dẫn chứng trong bài văn nghị luận cần phải được thẩm tra, chọn lọc và phải thật tiêu biểu, đúng không? Đó, phải rất tiêu biểu, phải được chọn lọc, được thẩm tra. Chứ không mình không được nói để nói sai được, đúng không? Lưu ý cho cô các dẫn chứng trong bài văn nghị luận là như vậy. Như vậy thì từ đó chúng ta sẽ hiểu lập luận chứng minh chính là một cái phép lập luận dùng những cái lý lẽ bằng chứng chân thật để chứng tỏ luận điểm là đáng tin cậy. Dạ, từ đó chúng ta hiểu. Lưu ý vào và ghi cho mình nhé các em. Chứng minh chính là một phép lập luận dùng lý lẽ dẫn chứng chân thật đã được thừa nhận để chứng tỏ luận điểm là đáng tin cậy.
Vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mục đích và phương pháp chứng minh rồi, thì chuyển sang làm bài văn lập luận chứng minh gồm các bước như thế nào. Các bước để làm một bài văn lập luận chứng minh. Vậy theo các em, các bước để tạo lập một văn bản gồm có mấy bước? Em nhớ là năm lớp 6 ta cũng đã được học rồi, đúng không? Đầu tiên chúng ta phải làm gì ạ? Tìm hiểu đề và tìm ý nha các em. Tìm hiểu đề và tìm ý là chúng ta đã học ở tiết trước rồi đấy ha. Thứ hai là lập dàn bài hay lập dàn ý. Bước thứ ba là chúng ta mới viết bài. Và bước thứ tư là chúng ta sẽ kiểm tra, sửa lỗi như thế nào. Có 4 bước là như thế. Các em lưu ý vào vở của mình. Bốn bước để tạo lập văn bản. Một số em khi đọc đề lên là các em viết bài ngay, đúng không nào? Như vậy chúng ta là gì ạ? Chưa làm đủ 4 bước. Chúng ta phải chú ý là phải đọc đề, phải tìm ý, đúng không? Phải lập dàn bài. Rồi sau đó chúng ta mới viết bài. Và cuối cùng là chúng ta đọc và kiểm tra lại, sửa lỗi lại xem bài văn mình có sai sót cái gì không, đúng không? Rồi. Sau đây cô cho một đề văn như thế này và chúng ta cùng nhau ghi vào 4 bước ha. Cho đề văn: nhân dân ta thường nói có chí thì nên, hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó. Trước hết là chúng ta sẽ tìm hiểu đề về tìm ý. Về tìm hiểu đề về tìm ý, các bạn có nhớ lại kiến thức cũ tiết trước cô đã dạy, đúng không? Tìm hiểu đề tức là chúng ta phải đọc đề lên và cho biết vấn đề nêu ra trong cái đề văn là gì, là nội dung của đề đó, nói về cái gì, tính chất của đề, ca ngợi, giải thích hay là tranh luận, đúng không? Vâng. Rồi đối tượng hướng tới của đề là gì, là ai, phạm vi, đúng không? Ở đâu, khuynh hướng tư tưởng khẳng định hay phủ định. Đó nào. Bây giờ các em tìm cho cô, tìm hiểu đề cho cô, tìm ý cho cô. Tìm ý là chúng ta sẽ tìm luận điểm và các lý lẽ dẫn chứng. Nào. Tiếp theo về tính chất của đề văn này, đúng không? Chúng ta thấy là khuyên nhủ. Về vấn đề muốn nói tới đó là sự kiên trì, cố gắng sẽ dẫn đến thành công. Đối tượng chính là lòng kiên trì, đúng không? Hay chính xác là con người đó. Phạm vi là trong cuộc sống hay là học tập của học sinh. Khuynh hướng tư tưởng là khẳng định. Thế nào? Em đi được rồi nha. Như vậy thì các em xác định đúng đề thì tức là đã xác định đúng nhiệm vụ nghị luận mà đề đã đặt ra các em ạ. Để tránh lặp đề nha các em. Về yêu cầu của đề tức là để chứng minh tư tưởng câu tục ngữ này là đúng đắn. Yêu cầu đề đặt ra chứng minh tư tưởng câu tục ngữ là đúng đắn. Lập luận là phải nêu những dẫn chứng xác thực và nêu lý lẽ để thuyết phục người ta.
Thực trạng đấy là tìm hiểu đề và tìm ý. Tiếp theo, bước thứ hai là chúng ta sẽ lập dàn ý cho đề văn này. Vậy một bài văn nghị luận thường có mấy phần các em? Đó là những phần nào? Gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Vậy nhiệm vụ của mở bài trong cái đề bài này là gì? Rồi thân bài, rồi kết bài, em sẽ làm gì ạ? Vậy về lập dàn ý trước hết phải mở bài, các em phải nêu được vai trò của lý tưởng, của ý chí và nghị lực trong cuộc sống mà câu tục ngữ đã đúc kết. Đó là một chân lý. Dạ. Thân bài là giải quyết vấn đề bằng cách là nêu ra những lý lẽ dẫn chứng trong cuộc sống để chứng minh. Dạ. Cụ thể là những lý lẽ dẫn chứng nào các em chú ý vào sách giáo khoa trong 49 nè. Dạ. Xét về lý á, trí là điều rất cần thiết để con người vượt qua mọi trở ngại. Không có trí thì không làm được gì. Xét về thực tế, những người có ý chí thì đều thành công. Chúng ta lấy dẫn chứng ra, lấy dẫn chứng một số nhân vật cụ thể. Trí giúp ta vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được. Chúng ta cũng thể lấy dẫn chứng ngay trong đất nước Việt Nam ta, đó là trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tưởng chừng như là không thể vượt qua được. Với thì đấy, giặc thì Pháp và giặc Mỹ rất là hùng mạnh, đúng không? Nhưng ta thì đã giành chiến thắng, đúng không nào? Chúng ta phải dễ dẫn chứng tiêu biểu như vậy, chưa? Kết bài là mọi người nên tu dưỡng ý chí, bắt đầu từ những việc nhỏ để khi ra đời làm được những việc lớn hơn. Như vậy lập dàn ý là chúng ta thấy các ý chính, đưa ra các luận điểm và lý lẽ, có mở bài, thân bài và kết bài. Em ghi bài xong xem nào. Xong rồi chúng ta chuyển sang tiếp theo. Cô sẽ giải thích phần mở bài, tức là chúng ta sẽ nêu ra những luận điểm cần chứng minh. Đúng không nào? Đưa ra luận điểm cần chứng minh, đó là luận điểm gì chúng ta đưa ngay vào phần mở bài cho cô, được chưa nào? Tiếp nữa, phần thân bài chúng ta sẽ nêu lên những lý lẽ dẫn chứng để làm sáng tỏ cho luận điểm là đúng đắn, phù hợp, chợ là một chân lý. Đó. Kết bài là nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh, chợ nêu ý nhiệm vụ của từng phần trong bài văn nghị luận chứng minh. Bước thứ ba là chúng ta viết bài. Sau đây cô giới thiệu một số cách viết như sau. Cách mở bài, cô cho một số đoạn để xem là các bước mở bài hay là cách mở bài như thế nào. Chúng ta học theo. Cách 1: hoài bão ý chí nghị lực là điều không thể thiếu đối với những ai muốn thành đạt. Câu từ ngữ của dân gian "có chí thì nên" đã nêu bật tầm quan trọng đó. Ở đây người viết đã đi thẳng vào vấn đề, mọi đưa ra luận điểm ngay. Cách thứ hai, sống tức là khắc phục khó khăn,
Không có ý chí, niềm tin, nghị lực để khắc phục mọi trở ngại trên đường đời thì không thể thành đạt được. Do đó, từ xưa nhân dân ta đã dạy, có chí thì nên. Cách này là suy từ cái chung đến cái riêng. Cách thứ ba, ở đời mấy ai mà không mong muốn được thành đạt về sự nghiệp, nhưng không phải ai cũng có đủ niềm tin, nghị lực để tiếp tục sự nghiệp cho đến thành công. Bởi thế cho nên từ xưa nhân dân ta đã dạy, có chí thì nên. Cách này là suy từ tâm lý con người đến luận điểm. Được chưa nào? Chúng ta có 3 cách mở bài như vậy. Như vậy mở bài thì có thể là có rất nhiều cách. Đi thẳng vấn đề, suy từ cái chung đến cái riêng, suy từ tâm lý con người. Được chưa? Chuyển sang thân bài. Vậy thân bài chúng ta có cách viết như thế nào? Trước hết là phải dùng những từ ngữ chuyển đoạn tiếp nối phần mở bài. Thật vậy, đúng như vậy, quả không sai, rõ ràng là tức là sử dụng những từ ngữ làm sao liên kết giữa phần mở bài và thân bài cho cô. Thế nào? Tiếp nữa là phải có đoạn gì đấy, phân tích lý lẽ. Chúng ta phải đưa ra cái lý lẽ, sau đó phân tích lý lẽ đi ra. Được chưa? Rồi viết đoạn nêu các dẫn chứng tiêu biểu về những người nổi tiếng, vì nhiều người biết họ nên sẽ dễ thuyết phục. Đúng không ạ? Như vậy thân bài thì chúng ta có thể viết đoạn phân tích lý lẽ, rồi viết đoạn nêu dẫn chứng. Thế nào? Và đặc biệt là cố gắng là sử dụng các từ ngữ liên kết. Đó. Đó là thân bài. Kết bài thì nhiệm vụ kết bài là chúng ta viết làm sao phải có sự hô ứng với phần mở bài, cho thấy vấn đề đã được chứng minh. Hô ứng như nào? Cụ thể cô có thể ví dụ như sau. Mở bài là nếu đi thẳng vấn đề thì kết bài phải là mỗi người chúng ta nên tu dưỡng ý chí hoài bão, nghị lực để làm được những gì ta mong muốn. Cũng gì đấy, đi thẳng vào vấn đề luôn, đúng không nào? Hay suy từ cái chung ra cái riêng thì kết bài chúng ta cần phải mỗi người chỉ sống có một lần, chỉ có một thời tuổi trẻ, nếu không có ý chí hoài bão, nghị lực để làm việc, để làm một công việc xứng đáng, chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao? Hay suy từ tâm lý con người, chúng ta có thể kết bài. Cho nên ở hoài bão, cho nên có hoài bão tốt đẹp là rất đáng quý. Nhưng đáng quý hơn là nghị lực và niềm tin, nó đảm bảo cho sự thành công của con người. Thế nào? Đó. Như vậy thì sau đây cô sẽ có một số đoạn văn để tham khảo. Em phải nhìn lên màn hình cô đọc. Mở bài tham khảo. Nhưng con đường đi đến thành công thường quanh co khúc khuỷu và lắm chông gai. Để động viên con cháu có sự kiên trì phấn đấu để đạt được thành công trong cuộc sống, ông cha ta có câu tục ngữ có chí thì nhen. Có thể mở bài như vậy nhá. Phần thân bài. Thật vậy, chúng ta hãy nhìn lại một số nhân vật tiêu biểu để thấy cuộc đời của họ đã thể hiện sâu sắc chân lý có chí thì nên. Vào thời nhà Nguyễn, Nguyễn Văn Siêu nổi tiếng học giỏi văn hay, nhưng đến khi đi thi do viết chữ quá xấu, thần Siêu bị đánh tụt xuống hàng thứ hai trong bảng cử nhân. Khi đi thi tiến sĩ cũng do chữ xấu, ông chỉ được xếp trúng tuyển trong bảng phụ. Ông thấy rõ tác hại của việc viết chữ xấu nên đã về nhà ngày đêm khổ công tập viết. Cuối cùng chữ của ông cũng đẹp nổi tiếng như lời văn hay. Ngày nay, bút tích ghi lại nét đẹp của ông còn lưu lại ở đền Ngọc Sơn, Hà Nội, được nhiều người chiêm ngưỡng và bái phục. Đó, phần thân bài cô có thể đưa ra một số ý như vậy nha. Có thể lấy dẫn chứng nhiều hơn nữa nha. Em lấy dẫn chứng một số nhân vật tiêu biểu. Dạ. Phần kết bài. Tóm lại, điều mà câu tục ngữ có chí thì nên muốn nhắn nhủ mọi người là quá đúng đắn và xác thực, chính là từ rất nhiều kinh nghiệm mà nhân dân ta đã đúc kết nên câu tục ngữ trên. Mỗi chúng ta có thể ngẫm nghĩ về câu tục ngữ này để xem đó là một bài học rất quý giá, giúp cho ta trau dồi ý chí nhằm vươn lên tiến tới. Nào, đó là phần kết bài. Tham khảo như vậy nha các em. Dạ. Chú ý cho cô khi viết bài chúng ta có sự liên kết. Dạ. Có những từ ngữ liên kết với nhau. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đọc và sửa lỗi cho cô nhé.
Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mục đích và phương pháp chứng minh, cũng như là các bước làm bài văn lập luận chứng minh rồi. Là các em nhớ cho cô nha. Ghi nhớ phần 2 La Mã trong sách giáo khoa trang 42 và 50. Đó. Đọc và học ghi nhớ cho cô thế nào. Ba La Mã luyện tập. Đề bài: nhân dân ta thường nói có trí thì nên, hãy chứng minh tính đúng đắn của câu từ ngữ đó. À, về nhà em sẽ viết bài văn này cho cô. Được. Cô cũng đã gì đây, thực hiện các 4 bước đó rồi. Các em tham khảo và viết một bài văn cho mình. Sau đây cô nhắc lại các bước làm bài văn lập luận chứng minh cho các em nhé. Trước hết phải tìm hiểu đề và tìm ý. Nào. Tìm hiểu đề, tìm ý, chúng ta phải tìm hiểu đề xem có vấn đề gì không, đúng không ạ? À, có vấn đề gì? Rồi là tìm những tính chất, ở khuynh hướng tư tưởng, phạm vi, vân vân. Được của đề. Rồi là tìm những lý lẽ dẫn chứng, tức là tìm ý. Rồi phương pháp lập luận là chúng ta dùng gì ạ? Phương pháp lập luận chứng minh hay là giải thích. Được. Sau đó chúng ta sẽ lập dàn bài. Lập dàn bài gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Được. Viết bài. Viết bài chúng ta cố gắng là gì ấy? Viết thành một bài văn có sự liên kết. Đó. Sắp xếp trình tự luận điểm, rồi là lý lẽ dẫn chứng. Cuối cùng là chúng ta đọc và sửa chữa lại. Được. Đó là các bước làm một bài văn lập luận chứng minh. Thế nào? Nhớ lại cho cô. Sau đây cô sẽ hướng dẫn về nhà. Em ghi vào vở. Một nhỏ, học thuộc và nắm chắc phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 42 và 50. Làm bài tập phần luyện tập. Viết thành bài văn, hãy chứng minh tính đúng đắn của câu từ ngữ có trí thì nên. Yeah. Chuẩn bị bài, chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Thế nào? Cố gắng viết thành bài văn dài cho cô nhé. Có trí thì nên. Bài văn này cô đã gì ạ? Gợi ý cho em rất kỹ trong tiết học này rồi. Cuối cùng chúc các em học tập tốt, mạnh khỏe. Chào các em.